Mạng xã hội tràn ngập các ý kiến của nhiều người Việt chất vấn về vai trò và trách nhiệm của công an đối với việc bảo vệ trật tự trị an sau vụ hai hiệp sĩ đường phố bị các kẻ cướp giết chết hồi đêm 13 tháng 5 ở thành phố Hồ Chí Minh. Theo video trên YouTube của truyền hình Công an Nhân dân, vụ việc đã xảy ra tại quận 3 khi một nhóm người tình nguyện chống trộm cướp, thường được gọi là các hiệp sĩ, ra tay ngăn chặn một nhóm tội phạm ăn trộm một xe gắn máy đắt tiền. Báo chí Việt Nam nói ít nhất 4 nghi phạm đã chống lại 5 hiệp sĩ, đâm chết 2 hiệp sĩ và một người dân khác. Từ thành phố Hồ Chí Minh, một thành viên trực số điện thoại nóng của nhóm hiệp sĩ, anh Hồ Tuấn Sang, 32 tuổi, nói với VA rằng tinh thần của nhóm vẫn giữ vững và tiếp tục bảo vệ người dân. Trong thời gian tới anh em phải có những biện pháp để tự bảo vệ cho mình an toàn hơn. Không có vì thế mà anh em phải sợ hay là bị trùn bước trước những cái khó khăn vừa rồi. Cựu tù nhân lương tâm Lê Công Định qua trang Facebook cá nhân gọi các hiệp sĩ là những người không nhận một xu nào từ tiền thuế của dân, lại đánh đổi mạng sống và rủi ro cho gia đình mình vì trật tự xã hội và cuộc sống yên bình của nhân dân. Ông nêu lên hình ảnh tương phản là lực lượng mà ông gọi là hùng hậu, ngốn thuế mỗi ngày, lại chỉ biết ung dung điều tra sau khi có kẻ chết thay cho mình. Ông Định, hiện sống ở thành phố Hồ Chí Minh, buông lời cảm thán rằng một lực lượng vũ trang đến tận răng, ăn đến ngập mặt như thế, chỉ có thể gọi là ăn hại. Một nhà hoạt động vì dân chủ khác, ông Huỳnh Ngọc Chênh, người từng sống ở thành phố Hồ Chí Minh trong nhiều năm, đưa ra ý kiến vắn tắt. Khi đi trấn áp người yêu nước, thì lực lượng dân phòng, thanh niên xung phong, an ninh chìm, cảnh sát 113, công an vòng trong vòng ngoài đông như quân nguyên. Tin tức sau đó cho biết thêm, vụ án xảy ra chỉ vài chục mét cách một chốt gác của công an phường 10, nhưng khi người dân đến cầu cứu, những viên công an tại chốt đó đã từ chối giúp đỡ với lý do vụ án xảy ra ở phường khác. Nếu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không minh bạch hóa tài sản của mình thì người dân sẽ tiếp tục nghi ngờ ông không trong sạch và cuộc chiến chống tham nhũng của ông được coi là không thực tâm. Đó là nhận định của 3 trong số những người ký vào bức thư gửi tới người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam đề ngày 6 tháng 5. Trong đó kêu gọi ông Trọng hãy làm gương là người công khai bản kê khai tài sản của mình trên báo chí, cổng thông tin điện tử và Internet đầu tiên. Tổng Bí thư Trọng, theo hai nhà nghiên cứu Nguyễn Quang A và Nguyễn Xuân Diện và nhà báo tự do Võ Văn Tạo, là người dẫn đầu cuộc chiến chống tham nhũng, cho nên ông phải là người gương mẫu trong việc minh bạch hóa tài sản của mình để làm gương cho những người khác noi theo. Luật phòng chống tham nhũng của Việt Nam yêu cầu các quan chức chính phủ kê khai tài sản, nhưng theo nhận định của tiến sĩ Lê Hồng Hiệp của Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ở Singapore với EVN Express, việc yêu cầu quan chức kê khai tài sản của mình cho thấy không có hiệu quả. Theo tiến sĩ Quang A, các quan chức Việt Nam kê khai tài sản xong rồi đút ngăn kéo để biết thế mà thôi. Do đó, ngày 3 tháng 10 năm 2017, Ban Bí thư Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam, trong đó ông Trọng là người đứng đầu, ban hành quyết định 99 yêu cầu cán bộ và đảng viên các cấp phải công khai tài sản của mình trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Tuy nhiên, theo nhà báo tự do Võ Văn Tạo, việc ban hành quy định này chỉ mang tính hình thức và chưa trở thành thực tế. Cho tới thời điểm này, vẫn chưa có một công bố kê khai tài sản nào cả và gây bức xúc trong nhân dân, theo nhận định của tiến sĩ Quang Nga, cũng là một nhà hoạt động xã hội. Tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện của Viện Nghiên cứu Hán Nôm Việt Nam cũng nói rằng, cho đến giờ tôi chưa thấy có một ông nào, bà nào, một quan chức nào làm việc ấy cả, ngay cả công khai trên mạng cũng không có. Người đồng ký tên vào bức thư gửi ông Trọng tỏ ra bức xúc khi cho biết, trong khi đó trước đây khi ứng cử đại biểu Quốc hội, chúng tôi công khai toàn bộ tài sản và lý lịch của chúng tôi lên trên mạng để mọi người biết. Tôi làm như thế này là để bày tỏ một cái tán thưởng đối với lại cái công cuộc chống tham nhũng. Và chúng tôi ghi nhận cái kết quả bước đầu của công cuộc chống tham nhũng do ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam đề ra. Theo các chuyên gia thì cuộc chiến chống tham nhũng do Tổng Bí thư Trọng lãnh đạo đã đụng đến những nơi nhạy cảm từng được coi là vùng cấm, với các vụ đại án đánh vào các quan chức cấp cao và các nhóm lợi ích đầy quyền lực. Lần đầu tiên, một ủy viên Bộ Chính trị, cựu Bộ trưởng Giao thông Vận tải Đinh La Thăng bị kết án trong cuộc chiến chống tham nhũng mà ông Trọng ví von là đốt lò. Tuy nhiên, theo những nhà quan sát chính trường Việt Nam, cuộc chiến chống tham nhũng của ông Trọng hiện đã lan sang cả ngành ngân hàng và công an, là một cuộc thanh trừng nội bộ và mang mục tiêu chính trị.
Việc không công khai tài sản của các quan chức chính phủ sẽ tạo thêm tiêu cực và càng thêm tham nhũng trong xã hội, theo nhà báo Tạo. Và ông cho rằng chỉ có con đường duy nhất là kê khai và phải công khai để người dân giám sát. Thường là cán bộ đảng viên có chức có quyền ấy, đó, ít khi họ kê thật lắm, họ giấu bớt tài sản nhưng mà tai mắt nhân dân thì rất nhiều. Theo chỉ số tham nhũng của Transparency International công bố năm ngoái, Việt Nam đứng thứ 107 trên 180 quốc gia được khảo sát. Mặc dù cùng ký vào bức thư gửi ông Trọng, nhưng cả tiến sĩ Quang Nga, tiến sĩ Diện và nhà báo Tạo đều không kỳ vọng việc ông Trọng sẽ hồi đáp hay công khai tài sản của mình ra công chúng. Nhưng theo họ, nếu ông Trọng không công khai tài sản để làm gương thì người dân sẽ tiếp tục mất lòng tin vào đảng. Thì người dân có quyền tiếp tục nghi ngờ là cái chuyện là các ông không sạch sẽ gì trong chuyện tài sản, đấy là có vấn đề. Thứ hai nữa là có bất chấp cái đòi hỏi chính đáng của người dân. Mà chính cái đó là quy định của bộ đảng, trong trung ương đảng ra quyết định như thế là chúng tôi nắm được cái đó. Và chúng tôi yêu cầu công là đảng viên, đặc biệt là đảng viên cao cấp là lãnh đạo đảng thì phải chấp hành những cái quy định của đảng. Tôi không làm thì chứng tỏ là công tử bộc lộ cái bộ mặt của ông ra thực chất của ông ra. Tiến sĩ Quang Nga nói nếu ông Trọng không thực hiện yêu cầu này thì sẽ mất mặt. Ban bí thư ra quy định như thế, ông là người đầu trò và ông ấy người phải gương mẫu làm đầu tiên mà ông không làm. Thì có nghĩa là tất cả những lời nói của ông ấy và những quyết định của ban bí thư là không có ý nghĩa gì cả, tức là toàn bộ là sự giả dối. Hàng chục người, trong đó có các đảng viên và học giả, mới công bố một bức thư ngỏ, trong đó yêu cầu Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng công khai tài sản để làm gương. Theo yêu cầu, với chữ ký của các nhân vật như tướng Nguyễn Trọng Vĩnh và giáo sư Tương Lai, dẫn quyết định số 99 hồi tháng 10 năm ngoái về công khai tài sản của các cán bộ và đảng viên. Tuy nhiên, tính tới nay đã hơn 7 tháng, nhưng chỉ thị trên của Ban Bí thư vẫn chưa được thực hiện, bằng chứng là vẫn chưa có bản kê khai tài sản nào của cấp lãnh đạo được công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng như báo chí, internet, cổng thông tin điện tử. Điều này không khỏi khiến dư luận băn khoăn, bởi lẽ các bản kê khai tài sản đã có sẵn trong hồ sơ cán bộ, nên việc công khai lẽ ra là rất đơn giản, chẳng hề tốn nhiều thời gian đến thế. Theo những người ký vào thư, việc chậm trễ này đang đặt dấu hỏi lớn về quyết tâm chống tham nhũng của ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, của toàn bộ hệ thống chính trị nhà nước. Đồng thời, việc chậm trễ này rõ ràng là rào cản người dân trong việc giám sát, phát hiện và đấu tranh với các biểu hiện tham nhũng. Tổng Bí thư hãy làm gương là người công khai bản kê khai tài sản của mình trên báo chí, cổng thông tin điện tử và internet trước tiên, thư ngỏ con đoạn. Việc làm này của Tổng Bí thư chắc chắn sẽ truyền cảm hứng sâu rộng trong toàn Đảng và hệ thống chính trị, dẫn đến việc công khai hàng loạt các bản kê khai tài sản của các ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương, các thành viên Chính phủ, Quốc hội và Bí thư, Chủ tịch các tỉnh thành theo đúng nội dung và tinh thần của quyết định 99 để nhân dân, báo chí tham gia giám sát, cán bộ cấp thấp hơn, do đó cũng không thể viện dẫn lý do các lãnh đạo cấp cao chưa công khai để trì hoãn việc thực hiện yêu cầu của Ban Bí thư được. Hiện chưa có phản ứng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về lá thư được cho là gửi tới địa chỉ trụ sở của Đảng Cộng sản Việt Nam ở Hà Nội. Phát biểu tại Hội nghị Trung ương 7 ở thủ đô hôm 7 tháng 5, ông Trọng có nói về việc xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, trong đó ông cho rằng một số cán bộ ở cả cấp chiến lược đã vướng vào tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và lợi ích nhóm. Ông cũng nói tới việc cải cách chính sách tiền lương, đóng vai trò quan trọng góp phần xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, trong sạch, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phòng chống tham nhũng, lãng phí. Trên Facebook cá nhân, luật sư Lê Công Định, người không ký tên vào thư ngỏ, viết: "Xin trích, kê khai tài sản là điều tưởng dễ làm, nhưng thật ra vô cùng khó. Khó vì so với mức lương và bổng lộc hàng tháng, giá trị của khối tài sản mà cán bộ đảng viên thủ đắc được có thể biến họ thành những người sống lâu nhất hành tinh với hàng nghìn tuổi." Liên hệ tới quyết tâm chống tham nhũng của ông Trọng với việc ví von lò đã nóng thì củi tươi vào cũng phải cháy của người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam, ông viết tiếp: "Xin trích, chính vì sự chênh lệch quá lớn giữa thu nhập hợp pháp và giá trị khối tài sản, việc kê khai tài sản trở nên đầy trắc trở, bất kể đối với phe củi hay phe đốt lò. Tài sản cá nhân của bất cứ ai trong hai phe ấy đều có thể thành củi cả nếu kê khai trung thực. Bởi vậy, hô hào đốt lò thì dễ, chứ rút củi trong túi mình ra cho bàn dân thiên hạ thấy xem ra nan giải. Vì thế mới có thư yêu cầu dưới đây. Vấn đề là dám làm không?" Luật sư Định đặt câu hỏi. Trong số một loạt các cán bộ cao cấp bị đem ra đốt trong chiến dịch chống tham nhũng, lò nóng, củi tươi của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nổi lên gần đây nhất là sự có mặt của một số tên tuổi trong ngành quốc phòng. Đó là Thượng tá Đinh Ngọc Hệ, hay còn gọi là Út Trọc,
với những sai phạm tại Tổng Công ty Thái Sơn khi giữ vai trò Phó Tổng Giám đốc công ty này. Tiếp đến là sự kiện Đại tá Phùng Danh Thắm, cũng là Tổng Giám đốc Công ty Thái Sơn. Và sau đó là Đại tá Bùi Văn Tiệp, cựu Sư đoàn trưởng Sư đoàn 367, Quân chủng Phòng không, Không quân. Cả ba nhân vật này đều bị khởi tố về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Trong đó, ông Thắm và ông Tiệp giữ vai trò đồng phạm giúp sức cho ông Út Chọc. Đây không phải là lần hiếm hoi xảy ra một vụ tai tiếng với ngành quân đội. Trước đó không lâu, người dân xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội đã bắt giữ 38 cán bộ và cảnh sát trong một vụ tranh chấp đất đai với Bộ Quốc phòng. Bộ này muốn thu hồi đất để giao cho Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel làm kinh tế. Hay vụ việc Bộ Quốc phòng muốn giữ 157 ha đất tại sân bay Tân Sơn Nhất để cho thuê làm sân gôn thay vì dùng số đất đó để mở rộng sân bay hiện đã quá tải. Trước những bê bối gần đây của ngành kinh tế quân đội, Thiếu tướng Chuẩn Đô đốc Lê Kế Lâm, nguyên Giám đốc Học viện Hải quân Việt Nam và hiện là Chủ tịch Hội Khoa học Kỹ thuật và Kinh tế biển Thành phố Hồ Chí Minh, trao đổi với Đài Á Châu Tự Do. Trước hết, Thiếu tướng Lê Kế Lâm cho biết là truyền thống của Quân đội Nhân dân Việt Nam gồm có 3 chức năng. Chức năng đánh giặc để bảo vệ Tổ quốc, chức năng công tác chẳng hạn như dân vận, phòng cứu bão lụt hay tai nạn của người dân. Và chức năng thứ ba là làm kinh tế. Ông cũng giải thích thêm rằng từ thời chiến tranh Việt Nam, quân đội rất khó khăn nên có nhiệm vụ làm kinh tế để tự túc một phần. Sau khi chiến tranh Việt Nam kết thúc thì truyền thống này vẫn tiếp tục phát triển. Vì vậy trong quân đội hiện nay có một số đơn vị làm kinh tế. Ông nói tiếp. Thế thì trong lúc làm kinh tế đấy cũng có những cái đơn vị làm kinh tế tốt. Như ví dụ như Viettel, ví dụ như là Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn, rồi những cái tổng công ty mà trồng cao su. Nhưng mà cũng phải nói rằng là để một thời gian hơi dài cho phát triển quá nhiều cái ngành nghề và quá nhiều công ty. Và trong cái quá nhiều ngành nghề, quá nhiều công ty như vậy á, thì rõ ràng bộc lộ những cái sai phạm, những cái thiếu sót. Mà cái sai phạm thiếu sót này thì tôi nghĩ rằng cũng trong quá trình phát triển của một đất nước và đặc biệt trong cái mở cửa đó thì cái hiểu biết về cái văn hóa kinh doanh, văn hóa sản xuất rồi trong cái văn hóa mà kết hợp giữa kinh tế với quốc phòng có những mặt tốt nhưng có những mặt là chưa tốt. Năm ngoái, ngay thời điểm xảy ra vụ việc sân gôn ở Tân Sơn Nhất, ông Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Lê Chiêm đã khẳng định là chủ trương của Bộ Quốc phòng là quân đội sẽ không làm kinh tế mà chỉ tập trung xây dựng quân đội vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ. Người dân chưa kịp mừng thì ngay lập tức một thứ trưởng khác của bộ này là Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh đã tuyên bố là quân đội sẽ tiếp tục làm kinh tế quốc phòng và làm mạnh hơn nữa nhằm phục vụ cho phát triển tiềm lực quốc phòng và không để quân đội trở thành gánh nặng cho nền kinh tế và đất nước. Hiện nay, Bộ Quốc phòng đang quản lý khoảng 109 doanh nghiệp hoạt động trên nhiều lĩnh vực kinh doanh tại Việt Nam như ngân hàng, viễn thông, dệt may, giày da, dược phẩm, bất động sản, v.v. Trong đó, phần lớn là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước. Đã từng có nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh việc quân đội Việt Nam tham gia kinh doanh. Nhiều chuyên gia cho rằng, đã là quốc phòng thì chỉ nên tập trung tâm sức để bảo vệ đất nước. Và lại, quân đội làm kinh tế dễ dẫn đến tình trạng lạm dụng quyền lực để trục lợi. Trong số những người không đồng tình với chuyện này, có tiến sĩ Nguyễn Quang A, nguyên viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển đã giải thể. Ông cũng là một trong gần 200 cá nhân và tập thể vào năm ngoái đã gửi thư cho Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu thu hồi sân gôn cho sân bay Tân Sơn Nhất. Tiến sĩ Nguyễn Quang A nói với Đài Á Châu Tự Do. Trong cái kiến nghị 72 từ 5 năm trước, chúng tôi đã nêu rất rõ là gì? Quân đội, do cái việc của quân đội, có thể là có một phần nào đấy về công nghiệp quốc phòng làm súng đạn thì có thể. Nhưng mà làm việc đi kinh doanh như là xây nhà hàng, khách
sạn, nhà ở. Đấy là không phải là cái việc của quốc phòng, càng không phải là việc của công an. Tức là những lực lượng vũ trang là làm việc của các lực lượng vũ trang, không đi làm việc kinh doanh. Nhà nước cũng không đi làm việc kinh doanh. Chỉ có như thế thì lúc đó nó mới lành mạnh được nền kinh tế thôi. Vào cuối năm ngoái, sau một năm với hai biến cố lớn liên quan đến Bộ Quốc phòng, đó là vụ Đồng Tâm và vụ Sân Gôn, Tổng Bí thư ông Nguyễn Phú Trọng đã yêu cầu chấn chỉnh hoạt động các doanh nghiệp quân đội làm kinh tế, và đặc biệt là phải tăng cường quản lý đất đai. Cũng trong năm ngoái, Bộ Quốc phòng Việt Nam đã đưa ra đề án cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp quân đội đến năm 2020. Theo đó thì quân đội sẽ giảm số doanh nghiệp 100% vốn nhà nước từ 88 doanh nghiệp xuống còn 17 vào năm 2020. Ngoài ra, Bộ Quốc phòng sẽ duy trì tỷ lệ vốn nhà nước từ 51% vốn điều lệ đến hết năm 2019 tại 12 doanh nghiệp sau khi cổ phần hóa. Hiện tại trên thế giới vẫn còn một số ít quốc gia cho quân đội làm kinh tế như ở Việt Nam, chẳng hạn như Thái Lan, Trung Quốc, Pakistan. Tuy nhiên, tại Trung Quốc, đất nước có thể chế chính trị tương đồng với Việt Nam cũng đã giảm đáng kể lực lượng quốc phòng tham gia kinh doanh từ thời ông Giang Trạch Dân và giảm hơn nữa kể từ khi ông Tập Cận Bình lên nắm quyền. Ở Thái Lan, kể từ sau cuộc đảo chính năm 2014, chính quyền quân đội lên ngôi và cũng đã tham gia làm kinh tế, nhưng số doanh nghiệp chỉ bằng phân nửa so với Việt Nam. Trước những tiêu cực trong ngành kinh tế quân đội của Việt Nam, trong khi chính phủ có vẻ như vẫn nhất quyết cho lực lượng quốc phòng kinh doanh, Thiếu tướng Lê Kế Lâm đề xuất. Tôi, quan điểm của tôi thấy rằng là cái này á, thì Bộ Quốc phòng phải chấn chỉnh và phải xem lại cái nào công ty nào nên để, công ty nào là nên giải tán, nên giấy phép kinh doanh, thì cái đó nên làm. Và nếu không làm á, thì rõ ràng là có những cái trong cái dư luận của nhân dân á, là sẽ không tốt. Do đó cho nên là phải Bộ Quốc phòng phải làm cái việc này, và nên làm một cách nghiêm túc và nên làm một cách triệt để. Trả lời câu hỏi liệu quân đội Việt Nam có nên ngưng làm kinh tế để tập trung đúng trách nhiệm hay không, Thiếu tướng Lâm nói. Thực ra chức năng của quân đội là vấn đề bảo vệ tổ quốc, bảo vệ đất nước. Mà cái nhiệm vụ đó, nhiệm vụ hết sức nặng nề, hết sức lớn. Do đó cho nên là hầu như quân đội của các nước thì họ đều tập trung vào vấn đề quốc phòng là chính. Riêng cái chuyện Việt Nam như lúc này tôi nói á, thì bây giờ chuyển hóa thì là cả một quá trình. Cho nên cái quá trình này á, thì tôi nghĩ rằng phải làm thật nghiêm túc. Và rồi có lẽ đến một giai đoạn nào đó thì khi làm quân đội làm kinh tế thì phải xem xét một cách nghiêm túc. Và có thể là theo sự phát triển của đất nước để mà giải quyết cái việc này một cách rốt ráo. Còn với tiến sĩ Nguyễn Quang A, một khi vẫn cho phép quân đội làm kinh tế, thì không nên để họ lạm dụng các tài nguyên chung của đất nước. Tức là tất cả những gì đụng đến đất đai chẳng hạn, đụng đến tài nguyên chẳng hạn, tức là những cái mà rất là dễ lạm dụng. Bởi vì như vậy là nhìn thấy tất cả từ những cái công ty của quân đội, chủ yếu của họ cũng là lấy đất của dân. Và nhân danh như là cái đất này là đất quốc phòng, chiếm một cái số đất rất là lớn như thế và biến chúng thành những cái cơ sở thương mại. Hay nói một cách nôm na, thực sự tức là gì, họ tư nhân hóa cái tài sản của nhà nước một cách hết sức là không minh bạch. Thời gian gần đây xảy ra nhiều vụ việc người dân tập trung chặn đường phản đối các trạm thu phí BOT vì mức thu quá cao cũng như địa điểm đặt trạm vô lý. Trước khi bị khởi tố, ông Út Trọc được xem là ông trùm của các dự án BOT khi liên tục được chỉ định thầu hoặc trúng thầu những dự án khủng.
Trong số những sai phạm của Út Trọc, có một dự án giải phóng mặt bằng cải tạo quốc lộ 20 đã được phê duyệt gần 460 tỷ đồng. Nhưng thực chất, số tiền chi cho dự án này chỉ có 32 tỷ đồng.